chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Thì kết thúc lượt trận C1 của tuần này, thì mình sẽ chuyển sang làm các trận đấu của C2 em nhé. Thì hôm qua mình đã lên cho anh em một trận của C2 rồi, đó là trận đấu giữa Lazio và Spum. Thì hôm qua mình có lên 4 clip cho anh em. Thì 3 clip C1, nếu mà anh em nào theo dõi thì có thể là hôm qua chúng ta đã có một cái thu nhập khá là ổn định. Nói chung là cũng đủ để đưa vợ con ăn sáng cả tháng anh em ạ. Thì hôm qua mình có lên cho anh em 3 trận C1. Trận đầu tiên là Leverkusen với Porto. Trận thứ hai là trận giữa Tottenham và Frankfurt. Còn trận thứ ba là trận giữa Sporting và Marseille. Thì anh em cũng có thể xem lại. Thì hôm qua hai trận là trận Leverkusen với Porto. Thì anh em xem thì gọi là ăn full 5 kèo. Còn trận giữa Olympique Marseille với lại Sporting thì anh em cũng ăn full kèo. Chỉ có mỗi trận Tottenham thì giữ là đúng, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng Tottenham qua đá cũng khá tốt, nhưng mà cuối cùng là vẫn cứ để đội bạn là ghi thêm một quả nữa, thì chỉ giành chiến thắng 3-2 thôi. Thì anh em chỉ ăn được 1 trên hòa. Hôm qua mình đưa 5 kèo thì anh em hòa 2, thắng 1 và thua 2 ở cái trận Tottenham gặp Frankfurt anh em nhé. Ok, quay trở lại các lượt trận của C2 thôi. Thì trận đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em trận đấu giữa PSV gặp FC Zurich anh em nhé. Thì hai đội này cũng mới gặp nhau xong trận PSV làm khách trên sân của Zurich. Thì PSV đã có chiến thắng cách biệt 5-1 trên sân nhà của Zurich anh em nhé. Thì mình sẽ cho anh em xem qua các cái thông tin xoay quanh trận đấu ngày hôm đó. Chiến thắng 5-1, 4 bàn được ghi trong hiệp 1 anh em nhé, trong 35 phút đầu tiên. Ui, cả trận được 3 quả phạt góc này anh em này, rất là ít góc luôn. Đấy, thì hiện tại thì cũng chưa có cái đội hình chính thức cũng như là những cái đội hình dự tính để đưa ra đây. Thì mình sẽ cho anh em tham khảo, anh em đợi một chút, mình sẽ cho anh em tham khảo một cái đội hình và cũng như là một số con hàng thiếu đây. Mình sẽ mở lên cho anh em xem. Anh em đợi mình một chút nhé. Đây anh em ạ. Thì đây như chúng ta có thể thấy, thì đây là cái đội hình ra sân dự kính tiến của hai đội. Thì PSV sẽ đá với đội hình 4-2-3-1. Trận lượt đi họ đã chiến thắng đậm rồi, thì trận này mình nghĩ là họ sẽ đá thiên về phòng thủ hơn. Và Zurich thì đá cho mình cái đội hình là 3-5-2. Thì mình nghĩ là cũng sẽ rất khó khăn cho họ, tại vì được tiếp đón PSV trên sân nhà mà họ còn để thua 5-1 thì rất khó cho họ. Và anh em có thể thấy họ thiếu cho mình đang thiếu cho mình rất nhiều các cầu thủ, 1 2 3 4 5 cầu thủ để
mình sẽ cho anh em xem cái đọc tên cho anh em nghe một số những cái con hàng đang là có thể nói là những cầu thủ săn bàn tốt nhất của hai đội. Anh em xem và so sánh xem là các con hàng đấy có đang trong cái đội hình không thể ra sân không anh em nhé. Thì bên phía của PSV thì cái săn bàn thì tốt nhất của họ hiện tại là các cô có cho mình 3 bàn thắng. Thì mình cũng đã thấy con hàng Gakpo ở đây rồi. Tiếp theo là con hàng Vertessen. Thì đây tiền đạo trung tâm em đã thấy rồi, đang có cho mình 2 bàn thắng. Tiếp theo nữa đó là con hàng Simon. Đây trụ ba của họ đã có hoàn toàn có mặt trên sân. Còn về phía Zuzic thì con hàng săn bàn của họ thì đang là mình chưa thấy có xuất hiện trên sân, để mình xem. Đây anh em ạ, không 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 phải, nói chung một tên mấy ông này rất là khó đọc, mình cũng không biết là những cái tên rất là khó đọc anh em. Thì mình chưa thấy có mặt ở trên sân này. Con hàng AVDI đang có cho mình 3 bàn thắng, và Atosin đây đang có cho mình một bàn thắng anh em nhé. Còn người đồng đội bên phía cánh kia của anh của Tosin thì chưa có cho mình được bàn thắng nào cả. Đấy thì ở đây mình cũng đã lựa chọn ra cái mã kèo cho anh em như các video lần trước thôi. Thì cái tỷ lệ cược hôm nay rất là cao anh em nhé, tại vì PSV đã có chiến thắng 5-1 đã lượt đi rồi, nên cái tỷ lệ kèo chấp hôm nay rất là cao. Hai đội thì mới chỉ gặp nhau có một lần đấy thôi. Thì kèo chấp PSV chấp 2 ăn 1.06, đánh cho Zuzic thì ăn 0.98 anh em nhé. Tài xỉu 3.25, tài ăn 0.87, tài xỉu ăn 1.08. Ngoài ra thì còn các cái mã kèo chấp khác cho anh em lựa chọn, là ví dụ như kiểu PSV chấp 1.75, PSV chấp hai trái 25, còn tài xỉu cũng thế, tài xỉu 3.5 và tài xỉu 3.75 cho anh em lựa chọn. Anh em đánh trên trang thì phải có những cái sự lựa chọn như thế này thôi anh em nhé, và anh em cũng có thể thấy là ăn rất là cao, không cắt phế gì cả như anh em đánh ở bên ngoài. Anh em đánh ngoài thì sẽ bị cắt phế, và nhà cái đưa ra các kèo như thế nào thì anh em đánh như thế. Và đánh ở bên ngoài thì rất là nhiều người biết anh em ạ. Đánh ở trên trang thì anh em nạp 100.000 vào đánh, chẳng ai biết cả, đánh để cho nó xem bóng đá cho nó thú anh em ạ. Chưa giống như kiểu anh em xem các trận bóng ở bên châu Âu thì cổ động viên họ đến rất là đông, thì mình nghĩ cũng một phần chắc là cũng phải 90% cổ động viên ở trên sân thì họ sẽ vào kèo, thì xem nó sẽ rất là hứng khởi anh em ạ, cổ vũ cho đội chủ nhà của mình, đội yêu thích của mình, nó cũng sẽ cảm thấy là nó vui hơn, nếu mà rất là vui, và nếu mà vui gấp đôi nữa nếu mà chúng đội yêu thích của chúng ta giành chiến thắng và chúng ta có thêm một khoản thu nhập đúng không anh em. Thì mình chọn cho anh em cái mã kèo PSV chấp hai trái. Cái kèo này thì cũng khá là nó chỉ khoảng 60% thôi anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì
PSV đang đứng cho mình đang đứng ở thứ hai trên bảng xếp hạng. Đấy. Với hai lượt trận họ có cho mình 4 điểm. Kém Arsenal 2 điểm. Rồi họ có một trận hòa và một trận thắng. Thì mình nghĩ là rất khó để họ có thể tranh được cái ngôi đầu bảng của Arsenal, nên là họ sẽ cố gắng để giữ cho mình cái vị trí thứ hai, và họ cũng đang làm rất tốt cái điều đó. Cái hiệu số bàn thắng của họ cũng cho thấy là họ cũng có một cái hàng công cũng rất là tuyệt vời, và hàng thủ thì cũng rất là ổn anh em nhé. Họ mới chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 2 trận, 4 trận 1 bàn, và đã ghi cho mình 6 bàn thắng rồi. Còn đối thủ của họ thì Zurich thì đang có cho mình 3 trận toàn thua, 0 điểm. Hiệu số bàn thắng thì 6. Đối thủ cạnh tranh chính của họ là Polo Glim này. Cho chiếc nhì bảng là Polo Glim này. Thì họ đã thi đấu được 3 lượt trận rồi. Và cái lượt trận là cũng có cho mình một trận thắng và một trận hòa. Nhưng mà trận lượt thứ 3 thì họ đã để thua Arsenal với tỷ số 3-0. Thì PSV vẫn còn chưa gặp Arsenal anh em ạ. Thì họ buộc phải có một cái chiến thắng. Buộc phải có một chiến thắng trước Zurich để có thể giữ vững cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng em nhé. Thì chính vì lý do đấy mình chọn cho anh em cái mã kèo này, nhưng mà cũng rất là 60-40 em nhé. Tại vì trận lượt đi họ đã thắng rất là đậm rồi, nên là trận lượt về đá trên sân nhà thì có thể họ sẽ không buông hết sức mình, họ để có thể có một cái chiến thắng cách biệt 2 bảng rất là khó. Nhưng mà mình vẫn chọn cho anh em cái mã kèo này, tại vì được thi đấu trên sân nhà và với một đội bóng yếu hơn mình như vậy, thì mình vẫn tin vào khả năng của PSV. Thì anh em có thể xem và cùng theo dõi với mình là xem là PSV có làm được điều đó không, và có thể thêm 1-200 vào mã kèo này để anh em cùng xem cho nó hứng khởi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chọn cho anh em cái mã tài, mã kèo xỉu 3.75. Thì cái mã kèo xỉu 3.75 này, xỉu tài xỉu rất là cao anh em nhé. Tại vì trận là lượt đi chiến thắng 5-1 như vậy, nên là lượt về thì nhà cái đưa ra cái mã kèo rất là cao. Nhưng mà cũng như mình phân tích ở trên ấy, thì PSV chỉ cần một chiến thắng tối thiểu thôi, họ không cần chiến thắng quá cách biệt làm gì cả. Trên sân nhà của mình nữa, họ thi đấu sẽ rất là thoải mái, họ không cần chiến thắng cách biệt làm gì cả, họ chỉ cần có cho mình chiến thắng là được. Nên là mình nghĩ là họ sẽ không có quá nhiều bàn thắng đâu, và đối thủ của họ thì gần như là không có cơ hội. Như anh em xem ở trận trước thì đến gần cuối trận đấu, mình vừa cho anh em xem lại gần cuối trận đấu phút 90 cộng mấy đấy, thì PSV với thả cho Zurich ăn một quả. Đấy là thi đấu trên sân khách, còn khi mà về sân nhà thì mình nghĩ là Zurich sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu anh em ạ. Ok, tiếp theo thì mình chọn cho anh em cái mã kèo này, mã kèo PSV, kèo chấp hiệp 1 anh em nhé, và kèo chấp 15 phút. Cái phương pháp đánh như thế này thì được phát triển bởi anh Trần Hải Minh, của Hiệp hội Trần Hải Minh mình anh em nhé. Thì đó là nếu mà đánh với một đội mạnh và có lợi thế thì anh em dúi cho mình cái kèo 15 phút đấy, ăn rất là cao anh em nhé, ăn 1.30. và nếu trong 15 phút đấy nổ thì anh em thôi cái kèo hiệp 1, có thể thôi cái kèo hiệp 1,
Còn nếu mà không nổ thì anh em lại tiếp tục đánh cái kèo hiểm một đấy. Thì như thế thì cái vốn của anh em nó sẽ luôn được duy trì, và cái anh em biết rồi đấy, khi mà anh em đánh cái kèo này xong mà nó không vào thì lập tức tiền của cái kèo này nó sẽ tăng anh em nhá, thì anh em sẽ vẫn có lãi. Ok, còn về phạt góc mình sẽ thêm cho anh em một cái kèo góc nữa, thì mình làm cho anh em cái mình đưa ra cho anh em cái mã kèo xỉu 10 anh em nhé. Trận trước ấy 3 quả góc cả trận, thì trận này mình nghĩ cũng thế thôi. Cái thế trận nó chỉ đổi từ sân khách sang sân nhà thôi anh em nhé, thì anh em có thể tham khảo thêm cái mã kèo này. Còn tài xỉu hiệp 1 là phạt góc hiệp 1 thì anh em muốn chơi thì có thể liên hệ với mình qua Telegram để vào nhóm. Khi đến sát giờ thi đấu nhất thì có cái đội hình chính thức rồi, thì mình sẽ ra được các kèo nó sát sườn nhất rồi cho anh em. Ok anh em nhé, mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì cuối video mình cũng xin cảm ơn anh Hải Minh đã tin tưởng và nhắc đến mình trong một số cái clip gần đây. Em rất là cảm ơn anh tin tưởng em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.